Chiều ngày 9 tháng 8, đồng chí Lê Thanh Liêm, trưởng ban nội chính Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã đi thăm hỏi động viên y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu ở hai bệnh viện dã chiến số 5 và bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương. Để kịp thời động viên đội ngũ y bác sĩ, các ban xây dựng đảng, ủy ban kiểm tra Thành ủy và văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thăm hỏi, trao tặng 20 triệu đồng cho mỗi bệnh viện cùng trang thiết bị y tế để các bệnh viện có thêm điều kiện điều trị, chăm sóc người dân. Đồng chí Lê Thanh Liêm đánh giá rất cao sự hy sinh nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ trong việc chăm sóc sức khỏe, điều trị cho người dân mắc COVID-19. Đồng chí mong mỏi đội ngũ tiếp tục khắc phục khó khăn, cùng với thành phố Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi đại dịch. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Minh, giám đốc bệnh viện dã chiến số 5 cho biết, từ ngày 22 tháng 7 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 1.280 người mắc COVID-19, đến nay đã xuất viện 578 người. Ban đầu bệnh viện thuộc tầng 1 trong tháp điều trị 5 tầng của thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận F0 nhẹ, không có triệu chứng. Trong quá trình hoạt động, bệnh viện đã nâng cấp lên tầng 2 với đầy đủ trang thiết bị để chăm sóc điều trị cho F0. Tiến sĩ bác sĩ Lê Thanh Chiến, giám đốc bệnh viện Trưng Vương cho biết, bệnh viện Trưng Vương là bệnh viện đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh chuyển đổi toàn diện sang điều trị COVID-19, chuyên điều trị F0 nặng nguy kịch, thuộc tầng 4, từ ngày 16 tháng 6. Đến nay đã có hơn 1.000 F0 xuất viện, hiện chỉ còn hơn 753 người đang điều trị, trong đó 220 F0 trở nặng, 219 người phải thở máy. Hiện nay bệnh viện đã thiết lập 3 bồn oxy lỏng cỡ lớn để hỗ trợ cung cấp oxy cho F0. Để làm sao mà người dân được chăm sóc tốt nhất.